Hello, hello! Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay đây chúng ta có rất là nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có tin tức tốt, lẫn tin tức xấu và có một số tin tức nó thuộc về dạng kỳ quặc Các bạn thường chia sẻ để các bạn nắm bắt được tình hình như thế nào. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy bắt đầu để mà nhìn vào tình hình của chính quốc Hoa Kỳ các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay là một ngày mà không được tốt cho chứng khoán của Hoa Kỳ cả ba chỉ số lớn đó chúng ta đều thấy là màu đỏ trong đó chúng ta có chỉ số Nasdaq chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó nó thì giảm hơn một phần trăm chúng ta có chỉ số S&P 500 đã giảm 0,76 phần trăm và chỉ số Dow Jones giảm 0,75 phần trăm ngay bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy được là hợp đồng tương lai thì không có thay đổi nhiều hợp đâm của dầu đó thì các bạn thấy được là vẫn ở mức thấp chúng ta bây giờ mức là 71 đô và 3 cent cho một thùng dầu chúng ta nhìn thấy được là giá dầu cũng đã giảm khá là nhiều sau khi mà đạt cái mức là 77 đô la cho một thùng dầu tuần trước rồi tuần này đã giảm cho về là 71 đô la chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó thì trên căn bản cũng không có thay đổi nhiều với mức cao các bạn ở mức là 2678 và nói riêng về Bitcoin đó thì hôm nay là một ngày cũng rất là tốt tôi nhìn thấy được là giá của Bitcoin đó đã lên tới cái mức là 66.800 đô và hồi sáng này đã qua khỏi 67.000 đô các bạn nói chung hôm nay là một ngày mà có rất là nhiều cái sự sôi động liên quan tới giá của Bitcoin và có rất nhiều tin tức thùng cần phải chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được là ngày hôm nay đó khi mà so với chứng khoán của Hoa Kỳ thì Bitcoin đã không đi cùng một xu hướng thì có một số những cái giả thuyết tại sao chúng ta nhìn thấy chứng khoán Hoa Kỳ lại có, có sự điều chỉnh ngày hôm nay có một số người nói là chúng ta nhận được cái thông tin không được tốt liên quan đến chỉ số sản xuất ở New York đó chính là New York Empire State Manufacturing Index các bạn thì cái con số này đó chúng ta nhìn thấy được là chỉ số là âm 11 9% chúng ta muốn thấy cái con số này đó là con số dương. Âm có nghĩa là tình hình đã tệ hơn các bạn và ước tính là 3.4 và tháng trước đó là 11.5 có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là ở tiểu bang New York thì việc sản xuất đã tiếp tục chậm lại các bạn, không phải là tin tức tốt thì một số người nói đây là lý do tại sao mà dẫn đến cái sự điều chỉnh giá ngày hôm nay nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn. Chúng ta trên căn bản nó cũng vẫn tiếp tục nhận được rất là nhiều những cái ngân hàng ở Hoa Kỳ, họ công bố lợi nhuận quý 3 rất là tốt. Như là các bạn thấy hôm nay đó thì có ngân hàng Goldman Sachs. Goldman Sachs đã công bố lợi nhuận của họ là 8.4 đô la mỗi một cổ phần so với lại ước tính là chỉ có 6.89 đô la một cổ phần mà thôi và thu nhập của họ là 12.7 tỷ so với là ước tính chỉ có 11.8 tỷ có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là ngân hàng Goldman Sachs đã có một cái thu nhập quý 3 và cái lợi nhuận rất là tốt và thông cũng không muốn thấy những cái thông tin gì xấu lớn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán ngày hôm nay các bạn ngoại trừ cái thông tin vừa chia sẻ về chỉ số sản xuất ở New York nhưng mà thường là chỉ số này nó cũng không có thể nào mà ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính các bạn nó chỉ là một cái chỉ số mà thôi thì tôi nghĩ là một phần tại vì chúng ta thấy là chứng khoán của Hoa Kỳ rất là nóng gần đây chúng ta đã đạt đỉnh mới liên tục thì có thể là chúng ta có một ngày có cái sự điều chỉnh có một số người chốt lời là điều hoàn toàn có thể chúng ta bây giờ hãy nói về thị trường crypto thì các bạn thấy được là hôm nay là một ngày mà rất sôi động đối với giá của Bitcoin trong vòng một giờ đó chúng ta nhìn thấy giá Bitcoin có thể tăng lên tới cái mức là 67.000 964 đô từ cái mức là chỉ có 65.700 đô mà thôi và trong cùng một giờ đó chúng ta đã được là giá Bitcoin lại đi ngược trở xuống các bạn từ cái mức là 67.900 đô gần 68.000 đô giảm xuống tới cái mức là chỉ còn có 64.700 đô mà thôi tất cả những cái này đã xảy ra trong khoảng thời gian là chỉ có một hay là một tiếng rưỡi mà thôi các bạn nói chung đó thì các bạn thấy được là rất là sôi so động hồi sáng này và chúng ta cũng thấy được đến cuối cùng đó thì giá bitcoin vẫn có một cái sự tăng trưởng ngày hôm nay thì bây giờ đó là ở mức gần 67.000 đô các bạn 66.700 đô hiện tại và hồi sáng này đó khi mà giá tăng lên chúng ta chưa kịp gáy nữa thì giá đã có sự điều chỉnh mạnh xuống rồi các bạn cho nên sáng nay đi làm đó là phải chào sếp rồi <laughs> mà ít ra bây giờ chúng ta cũng thấy giá của bitcoin cũng đã có một cái sự tiến tới hướng về 67.000 đô và Bitcoin đó thì các bạn cũng thấy có cái sự tăng trưởng so với ngày hôm qua là gần một phần Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn vào những cái đồng altcoins thì uh, tùy theo các bạn nhiều đồng nào có xanh có đỏ các bạn nhưng mà phần lớn đã có một cái sự điều chỉnh so với cái giá của ngày hôm qua dựa theo crypto bubbles và tính cho đến ngày hôm nay hôm nay là ngày 15 tháng 10 tại Hoa Kỳ như chúng ta đã đi được nửa chặng đường của tháng 10 các bạn và October năm nay đó thì hiện bây giờ đang có cái sự tăng trưởng là 5.35%. Ở trên hiện tại chúng ta vẫn còn hai tuần nữa mới kết thúc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là trong lịch sử đó thì tháng 10 thường là rất là tốt và trong lịch sử giá của Bitcoin đó thì cái quý 4 thường là một quý rất là tốt cho giá hy vọng năm nay cũng như vậy các bạn chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin đi thì hôm nay có rất nhiều cái tin tức nhưng mà nó cũng không có xoay quanh một cái đề tài chính nào hết các bạn chúng ta có rất nhiều những cái thông tin đã rác tôi đã cố gắng sắp xếp những tin tức một cách lo chuyện nhất có thể chúng ta bắt đầu từ một số những cái tin tức tốt đi các bạn chúng ta thấy được là công ty canary tôi nhớ đây là công ty mà người founder của công ty Vantec sau khi mà rời khỏi Vantec thì họ đã tạo ra công ty mới đó chính là Canary là một công ty quản lý quỹ và công ty này đã gần đây đã đệ đơn để cho quỹ Ripple XRP ETF và hôm nay đó họ lại nộp đơn cho quỹ Litecoin ETF các bạn. Thì giữa hai cái này đó cái nào có khả năng cao hơn? Ngay bây giờ đó chúng ta cũng đã biết là SEC sẽ kháng cáo cái vụ của Ripple XRP. Thì chúng ta không biết là họ kháng cáo cái phần nào. Ngày mai chúng ta mới biết được rõ ràng hơn tại vì họ có hạn tới ngày mai để có thể là đưa ra chi tiết về cái việc kháng cáo của họ. Chúng ta mới biết được. Không biết là họ kháng cáo cái việc là XRP họ vẫn tin là chứng khoán và thẩm phán thì nói là XRP không phải chứng khoán hay là họ kháng cáo về cái số tiền đóng phạt đối với lại công ty Ripple họ cảm thấy là quá ít. Chúng ta không biết rõ ngày mai mới biết được. Và chúng ta bây giờ thấy được là công ty Canary đã nộp đơn cho quỹ Litecoin ETF. Đối với tất cả những vụ kiện tụng mà Thuận nhớ đó thì hình như SEC chưa từng nói Litecoin là chứng khoán nhưng mà chúng ta lại thấy là thì bây giờ đã vẫn có cái sự kiên tụng diễn ra giữa SEC và Ripple. Nếu như mà thật sự SEC nghĩ XRP là chứng khoán cho nên họ sẽ kháng cáo. Cái phán đoán của thẩm phán Torres về XRP không phải là chứng khoán thì điều đó, đó cũng có thể là đủ để cho họ chi hoãn hoặc là họ sẽ ra quyết định từ chối cái quỹ XRP ETF. Còn về Litecoin đó, thì tôi không nhớ là SEC đã từng nói Litecoin là chứng khoán. Nhưng mà dù sao nữa chúng ta cũng thấy đây cũng là một cái thông tin lạc quan các bạn. Canary không phải là một công ty tài chính lớn nhưng mà chúng ta cũng thấy là bắt đầu có những cái động thái là một số những quỹ nhỏ họ để đơn để có Solana ETF, XRP ETF và bây giờ đến Litecoin ETF chúng ta cũng có một số động thái đến từ RayScale các bạn. RayScale đã nộp đơn để mà xin chuyển đổi quỹ RayScale Digital Large Cap của họ. Trong đó đó có đồng Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Vax thành một quỹ ETF. Thông cũng chưa có hình dung được cái này đó nó có nghĩa gì các bạn. Nếu như mà theo đường hiểu đó thì SEC khi mà cho phép RayScale chuyển đổi cái uh, quỹ này của mình trở thành một quỹ ETF thì cũng đồng nghĩa là nói đồng Bitcoin, Ether, Solana, XRP, JVX cũng không phải là chứng khoán theo thường hiểu là như vậy các bạn, nhưng mà hôm nay Scale chỉ mới nộp đơn mà thôi chúng ta chưa có biết thêm chi tiết, chưa có biết là SC sẽ phản ứng như thế nào và đương nhiên đó họ có tới 240 ngày để mà quyết định. Và chúng ta cũng thấy được là Rayscale đã có đi nhiều động thái. Rayscale đã bổ sung các crypto bên dưới vào danh sách 35 sản phẩm crypto mà họ đang cân nhắc để ra mắt quỹ Trust. Chúng ta có những đồng như là Casper, Aptos, Arbitrum, Celestia, Zello, Core, Cosmo, ICP, Mantle, Mythos, Neon, Optimism, Polygon, Say, Stocknet, Toncoin, Tron, Aerorum, Athena, Injective, Jupiter, Mantra, Ondo, Pendle, Torchain, Dogecoin và Immutable các bạn. Đây là những cái đồng mà họ đang cân nhắc để ra mắt cái quỹ trust. Thì thường đó một cái quỹ trust ra mắt rất là tốt cho cái đồng đó tại vì lúc mà vẫn còn là trust thì có nghĩa là họ chỉ tức lũy mà thôi các bạn không thể bán ra ngoài được, chỉ có thể bán cái cổ phần của quỹ trust đó mà thôi nhưng mà cái tài sản giống như là họ có cái quỹ trust là Casper đi thì cái số lượng token Casper đó chỉ có thể được thu mua mà thôi rồi sao để giữ ở trong cái quỹ đó làm tài sản và phát hành những cái cổ phiếu dựa theo cái tài sản đó nhưng mà ở trên thị trường thứ cấp đó trên những sàn giao dịch thì chỉ có thể giao dịch được cổ phiếu mà thôi chứ không thể trả cổ phiếu đó trở về cho Rayscale để mà lấy tiền có nghĩa là các bạn chỉ có thể bán cổ phiếu đó cho người khác không những như ETF ETF là các bạn không có bán cho người khác mà các bạn gửi cổ phần đó trở về cho Rayscale để mà lấy tiền hai cơ chế này nó khác nhau hoàn toàn cho nên khi chúng ta nói tới những cái quỹ bitcoin Spot etf đó, thì khi các bạn bán cổ phần đó cổ phần đó không phải là bán cho người khác các bạn mà cổ phần đó nó các bạn có thể gửi trở về cho công ty blackrock chẳng hạn và công ty blackrock sẽ bán cái số lượng bitcoin tương ứng và trả tiền cho các bạn đó là cái hoạt động của etf các bạn hoạt động trực tiếp bằng cách là tạo ra cổ phần mới và trả cổ phần cho công ty phát hành để mà lấy tiền trở lại và giá của cổ phần đó thì neo theo giá của cái token đó trên thị trường spot nhưng mà quỹ trust thì không phải các bạn quỹ trust thì giá cổ phần là dựa theo cung và cầu ở trên thị trường như thế nào chứ nó không phải là neo theo cái giá của token đó ở trên thị trường spot nhưng mà dù sao đây nữa đó có một cái quỹ trust là một điều rất là tốt cho token đó các bạn tuy theo được mua được bao nhiêu nhưng mà có được mua có nghĩa là token đó sẽ được tích lũy và miễn nó vẫn là quỹ trust thì sẽ không được bán ra cho nên đây cũng là một thông tin lạc quan và chúng ta cũng thấy được là công ty Bitwise cũng là một trong những công ty mà họ phát hành những cái quỹ ETF gần đây đó họ cũng giống như là công ty Canary họ là công ty đầu tiên để đại đơn để có XRP ETF thì họ cũng có cái quỹ Bitcoin ETF và các bạn có biết là bây giờ đó cái số lượng tài sản họ đang quản lý đã hơn 5 tỷ đô la. Đương nhiên khi mà so sánh với BlackRock đó thì cái quỹ Bitcoin ETF của BlackRock lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà công ty Bitwise thì bây giờ họ đã quản lý hơn 5 tỷ đô la. Trong đó 2.7 tỷ đô la đã là quỹ Bitcoin ETF của họ rồi có nghĩa là cái số tiền họ quản lý đã tăng 400% so với năm ngoái. Thì khi mà các bạn nhìn thấy những con số này và những con số này nó sẽ dẫn đến là lợi nhuận công ty cao hơn. Tại vì những công ty này họ kiếm tiền bằng cách là họ quản lý càng nhiều tiền thì cái phần phí quản lý của họ càng cao. Tại vì nó tính theo phần trăm. Thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn thấy được những con số này đó, những công ty tài chính lớn làm sao mà họ không muốn là một phần của thị trường crypto các bạn lợi nhuận rất là nhiều tuy là vốn hóa của crypto nói chung thì vẫn là một cái thị trường nhỏ nhưng mà lợi nhuận thì rất là cao các bạn thấy được là đối với là những quỹ ETF đó, họ có thể tham gia vào làm công ty trung gian họ có thể trở thành công ty phát hành ETF họ có thể trở thành công ty lưu ký cho nên chúng ta mới thấy có rất nhiều những cái áp lực đè nặng lên SEC về việc là hủy bỏ quy định kế toán SAP 121 để những ngân hàng họ có thể là dễ dàng tham gia và lưu trữ Bitcoin crypto. Và chúng ta sẽ nói thêm về đề này một lát nữa. thôi biết tôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi nhưng mà chúng ta có thêm một cái thông tin, một cái nhận định đến từ ngân hàng Standard Charter. Nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy nói tới một cái thông tin khác liên quan đến công ty Tesla các bạn thì cũng đã rất lâu rồi, khoảng chừng 2 năm nữa chúng ta không thấy Tesla di chuyển cái số lượng Bitcoin của mình Nhưng mà đột ngột ngày hôm nay đó thì Tesla vừa di chuyển toàn bộ Bitcoin của mình đó, Hình như là họ di chuyển thường nhớ là hai đợt các bạn một đợt là 250 triệu Đợt còn lại là khoảng chừng 500 triệu Nói chung đó thì họ di chuyển toàn bộ ước tính là khoảng 760 triệu đô la Cái số lượng Bitcoin này được di chuyển qua một ví khác cái ví đó là của ai, của sàn hay là của Tesla chúng ta bây giờ chưa có biết rõ được Hiện bây giờ chúng ta chỉ biết là cái ví Tesla chỉ còn có 6 đô la mà thôi dựa theo arkham intel thì có phải là họ di chuyển nên mà bán chúng ta cũng sẽ không biết ngoại trừ là tesla công bố bây giờ elon musk công bố bây giờ hay là chúng ta phải chờ đợi cho đến kết thúc quý này các bạn có nghĩa là chúng ta phải chờ đợi cho đến sang năm tại vì quý này chỉ mới bắt đầu mà thôi hôm nay là ngày 15 tháng 10 các bạn thì quý này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 thì sau đó qua tháng 1 chúng ta mới thấy công ty Tesla công bố thông báo tài chính thì lúc đó chúng ta mới biết là cái số Bitcoin này đã được bán hay chưa hay là họ chỉ di chuyển qua một cái ví khác tại vì họ đã lựa chọn một công ty khác để mà lưu trữ dùng cho họ không phải là Coinbase chúng ta sẽ không biết ngoài trừ là họ công báo bây giờ hay là phải đợi cho đến tháng 1 mới biết được các bạn nhưng mà đây là cái thông tin rất là lớn được chia sẻ khắp nơi trên X cho nên thông muốn các bạn nắm được thông tin chưa hẳn là họ đã bán dựa theo những gì mà chúng ta biết. Khi nào mà có thông tin thường chia sẻ với các bạn. Và chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ đến trực tiếp từ Twitter từ cái trang X của Phó Tổng thống Kamala Harris các bạn thì bà cũng đã chia sẻ chính thức về cái chiến lược của bà và một phần đó chính là về crypto các bạn Nhưng mà cái điều thú vị đó là tuy bà đề cập đến crypto Nhưng chỉ trong ngữ cảnh bảo vệ đàn ông da đen mà thôi Các <laughs> bạn có thể nhìn thấy được ở trên màn hình Hồi sáng này đã khi mà Thuận đọc cái bài post này Thuần phải kiểm tra lại hai ba lần các bạn xem coi là bài post này có phải được đăng bởi cái Twitter chính thức của Kamala Harrison là không Và sự thật là gì các bạn <laughs> Các bạn thấy được là một trong những cái điểm nhấn của bà liên quan đến crypto đó chính là bà muốn có những quy định rõ ràng để mà bảo vệ đàn ông da đen trong thị trường crypto này các bạn <laughs> nó trong một cái ngữ cảnh khá là eo hẹp không biết tại sao mà khi bà đề cập đến crypto bà lại chỉ nói trong một ngữ cảnh nhỏ như vậy các bạn mà không nói bao quát hơn về quy định crypto cho tất cả mọi người mà chỉ nói trong cái phạm vi nhỏ như vậy nhưng mà đó là cái sự chia sẻ đến từ Kamala Harris nhiều người cho đây là một cái chiến lược khá là kỳ quái các bạn một phần đó thì uh, mọi người đều hiểu tại sao mà bà lại quan tâm đến đàn ông da đen tại vì đây là cái nhóm người mà bà cần phiếu bầu của họ cho nên bà sẽ cực lực để mà lấy phiếu bầu trong cái thời điểm mà chúng ta thấy là có một số những cái người đáng lý đau bầu cho bà bây giờ lại nhiên về bầu cho cựu tổng thống donald trump cho nên uh, bên của phó tổng thống kamala harris thì đang rất là tích cực để mà lôi kéo phiếu bầu của nhân cử tri này nhưng mà mặt khác đó thì khi chúng ta nói tới crypto, quy luật crypto đó thì đó là một cái vấn đề lớn hiện bây giờ. Nó không phải là vấn đề chỉ ảnh hưởng đến đàn ông giỏi đen các bạn. Cho nên nhiều người cho là chiến lược này của bà đó thì rất là khó hiểu các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái khoảng cách giữa Trump và Harris ngày càng xa hơn và đây là khoảng cách dẫn đầu lớn nhất của Trump các bạn dựa theo Poly Market thì bây giờ đó thì Poly Market cho thấy là 57.7% là nhiên về Trump chỉ có 42.1% là nghiêng về Harris mà thôi và đương nhiên đây chỉ là một cái trang web cá cược các bạn nhưng mà đây là trang web mà nhiều người quan tâm trong thị trường crypto này cho nên thường muốn cập nhật thường xuyên với các bạn. Còn có những cái cuộc khảo sát khác nữa các bạn có thể dễ dàng Google giống như là các bạn Google election polls thì các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều cuộc khảo sát từ nhiều nguồn khác nhau cho các bạn thấy là kết quả họ ra sao. Nhưng mà theo biết đó, thì nhiều nguồn bây giờ cũng hướng về là Trump dẫn đầu Harris sự khác biệt là phần trăm bao nhiêu mà thôi và chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin liên quan Standard Charter nhưng mà cái mà thường muốn các bạn nhìn thấy được là ngày hôm nay chúng ta có nhiều thông tin rất nhiều tin thú vị luôn các bạn nhưng mà cũng không có một cái thông tin gì ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả chỉ là cái tâm lý thị trường bây giờ đã đỡ hơn các bạn các bạn thấy được tâm lý thị trường nó được thúc đẩy bởi giá giá tăng lên thì tâm lý nó sẽ tốt giá giảm nó, tâm lý nó sẽ xấu các bạn cho nên chúng ta thấy được là thị trường crypto là một cái thị trường mà giá cả lên xuống liên tục khiến cho tâm lý của người đầu tư đó thay đổi liên tục các bạn và tôi nghĩ yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến sự thành công trong đầu tư của các bạn đó chính là yếu tố tâm lý. Vì lý do đó đó thuận luôn lựa chọn đầu tư dài hạn các bạn và có những chiến lược như là trung bình giá. Đó là những cái chiến lược sẽ khiến cho thuận kỷ luật hơn và có tâm lý vững chắc hơn cho dù giá tăng hay là giá giảm. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin được chia sẻ bởi Standard Chartered. Các bạn đều biết Standard Chartered là một trong những ngân hàng mà rất là bullish về Bitcoin các bạn. Và họ vẫn tin là Bitcoin có thể tiến tới cái mức là 73.800 đô trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Có nghĩa là họ nghĩ trong thời gian không tới một tháng. Các bạn cũng nên nhớ là Standard Chartered thì có lòng tin là Bitcoin sẽ vượt qua 100.000 đô từ đến cuối năm. Và họ có lòng tin là Bitcoin có thể đạt đỉnh mới trước ngày bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ, có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng là 27 ngày nữa, ngày 5 tháng 11 các bạn. Còn khoảng chừng là 3 tuần nữa trước khi mà cuộc bầu cử Hoa Kỳ có kết quả. Đối với họ đó thì hiện bây giờ khả năng Donald Trump chiến thắng đang tăng lên và xác suất của Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế hoàn toàn, có nghĩa là chúng ta thấy Trump thắng cử và Đảng Cộng hòa kiểm soát cả thượng viện và hạ viện là 39%. Đây là một yếu tố rất là tốt. Nếu chúng ta thấy có hiện tượng này xảy ra đó thì các bạn thấy được là nhà viện, thượng viện và cả nhà trắng đều được quản lý bởi một đảng. Thì luật sẽ thông qua rất là nhanh và đây là cái yếu tố tuyệt vời để chúng ta có được luật crypto như là mong muốn. Cụ thống Trump là người mà ủng hộ crypto mạnh mẽ hiện bây giờ so với lại phó tổng thống Kamala Harris. Thì đương nhiên nhiều người sẽ muốn là Trump đắc cử các bạn Đó sẽ tốt hơn điều đó đương nhiên rồi Nhưng mà trong cái trường hợp mà Trump không đắc cử Miễn là chúng ta thấy là đảng Cộng Hòa kiểm soát một trong hai viện Hoặc là cả hai viện Thì chúng ta vẫn có thể thấy luật tốt liên quan đến crypto các bạn Ngoài ra còn có các yếu tố như là dòng tiền đổ vào các Bitcoin ETF Ngân hàng BNW Mellon được miễn tuân thủ quy định SAP 121. Các bạn đã nhớ, đây là ngân hàng duy nhất thì bây giờ được Newton là không cần phải tuân theo cái quy định kế toán sắp 121 nghĩa là họ có thể bắt đầu lưu trữ tài sản kỹ thuật số cho khách hàng của họ. Đây là cái thông tin rất là tốt dài hạn và cái sự gia tăng hoạt động của các Bitcoin options ở mức giá 80.000 đô đáo hạn vào ngày 27 tháng 12 trên David. để những cái yếu tố mà Standard Chartered tin là sẽ giúp ích cho Bitcoin đạt đỉnh mới trước khi mà có kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải ai cũng có lòng tin đâu các bạn Chúng ta vẫn có những người như là chủ tịch khu vực của Fed ở Minneapolis Đó chính là Neil Kaskari Thì nói Bitcoin vẫn vô giá trị sau 12 năm <laughs> Thật ra đó các bạn cũng đã thấy là Neil Kaskari một trong những người mà rất là ghét Bitcoin từ xưa đến giờ Không phải là mới đây đâu Ông cũng thường xuyên nói những điều tương tự Như là cái đây vài tháng đó thì ông cũng nói là Bitcoin có ít ứng dụng thực tế không phải là một công cụ đầu tư hay là một loại tiền tài. Các bạn có biết đó, Neil Shukari lại là một trong những người mà rất là ủng hộ việc in tiền từ Fed các bạn. Cái cuộc phỏng vấn ở trên chương trình 60 Minutes rất nổi tiếng của Neil Shukari được chia sẻ rất là nhiều trong thời kỳ đại dịch để thuận chia sẻ lại cái khúc này với các bạn. Và trong cái cuộc phỏng vấn này đó thì người dẫn chương trình đã hỏi trực tiếp Neil Shukari có phải là Fed sẽ in tiền và in tiền và cái quyền lực in tiền không có giới hạn của Fed và in tiền đây có nghĩa là in tiền khi mà cần thiết, khi mà họ nghĩ là họ cần phải sử dụng cho vấn đề gì đó. Chứ không phải là in tiền, nó có cái sự liên quan tới nền kinh tế trực tiếp các bạn, liên quan đến sản xuất cái gì hết. Thì các bạn thấy được là New Scary đã xác nhận đúng, Fed có thể in tiền và in tiền và in tiền. Miễn là họ nghĩ là cần, họ sẽ tiếp tục in. Tôi đừng chia sẻ cái phần này với các bạn. Is the Fed just going to print money? That's literally what Congress has told us to do. That's the authority that they've given us to print money and provide liquidity into the financial system, and that's how we do it. We, we, create it electronically, and then we can also print it with the Treasury Department, print it so that you can get money out of your ATM. Thôn cảm theo một người mà có quan điểm là chừng nào cần tiền thì cứ in ra và sử dụng. Lại là cái người mà nói Bitcoin không có giá trị hay là vô giá trị sau 12 năm các bạn. Đó là cái điều thú vị đây. Và nói thật đó, thì trong tất cả quan chức của Fed, có thể nói là ngoại trừ ông ra những người khác nên thì cũng không có nói về Bitcoin các bạn. Và thậm chí chủ tịch của Fed đó chính là John Powell thì ngay cả ông cũng không có nói Bitcoin là vô giá trị ông còn nói Bitcoin giống như là một vàng điện tử hơn đối với ông là như vậy nó giống như là một tài sản nó trị giá trị hơn là một cái loại tiền tệ để sử dụng rộng rãi thì ngay cả chủ tịch Fed John Powell cũng công nhận giá trị Bitcoin các bạn nhưng mà New Gary thì không mà ông là người lại rất là thích in tiền các bạn và nói thật tới năm nay rồi thì các bạn thấy là những người nào mà họ vẫn có quan điểm Bitcoin dùng cho tội phạm Bitcoin đã không có giá trị thì có thể là chúng ta cũng không thể nói gì hơn để có thể thay đổi quan điểm của họ và một trong những người đó đó chính là Peter Schiff các bạn đã biết Peter Schiff là người mà ông bán vàng ông có những công ty đạo vàng thì ông là một những người mà rất là ghét Bitcoin từ những ngày đầu tiên luôn các bạn những lúc mà Bitcoin chỉ có vài đô la mà thôi và các bạn thấy được trên màn hình thì Peter Schiff năm 2012 lúc đó Bitcoin là 69 đô la vàng là 1.800 đô thì à, các bạn thấy được là Peter Schiff nói là Bitcoin chẳng có giá trị gì năm 2024 giá Bitcoin lên tới cái mức là 69.420 nhưng mà thật ra năm nay đã lên tới mức 73.000 đô các bạn và vàng bây giờ đó thì không phải là 2.100 đô mà bây giờ lên tới 2.600 đô nhưng mà các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của Bitcoin trong vòng thời gian 12 năm qua đó là cực kỳ nhiều khi mà chúng ta nói tới Bitcoin không có giá trị thì có thể là không có giá trị đối với một ai đó các bạn Nhưng mình nói không giá trị không đúng Tại vì các bạn muốn có một không bây giờ các bạn phải bỏ ra cái số tiền là 66, 67 ngàn đô các bạn Con số rất là lớn luôn Chúng ta thấy được là giá lên xuống hàng ngày Chúng ta nói là hôm nay giá Bitcoin tăng 1%, giá Bitcoin tăng 2% Ngày mai giá Bitcoin giảm 3%, 4% Thì chúng ta nói giống như là chuyện bình thường các bạn Nhưng mà khi mà các bạn nghĩ đến một người nào đó Họ bây giờ muốn thu mua Bitcoin Một Bitcoin bây giờ là 67.000 đô Không có mấy người có thể có sẵn 67.000 đô để đi mua Bitcoin được các bạn Con số nó rất là lớn luôn Bitcoin có hoàn hảo hay là không thì đương nhiên là không rồi các bạn cũng giống như Internet không hoàn hảo nhưng mà đó là phiên bản tốt nhất mà chúng ta có một ai đó có thể chỉ trích Bitcoin về nhiều cái kênh khác nhau cũng như là một ai đó có thể chỉ trích Internet tuy nhiều của cần khác nhau các bạn nhưng mình năm nay đã là năm 2024 rồi nếu mà ai đó nó chỉ nói bitcoin là vô giá trị hay là dành cho tội phạm hay là đạo bitcoin lãng phí năng lượng thì đó là những cái sự chỉ trích nó thuộc về cái dạng rất là lười biếng các bạn nó <laughs> mỗi chiều sâu và nếu kaskari có thể nói trực tiếp với những tiểu bang ở hoa kỳ mà họ chấp nhận tiền thuế trả bằng bitcoin các bạn trong chúng ta có tiểu bang louisiana chúng ta có những tiểu bang như là chúng ta đã từng nói đến Colorado, chúng ta có nói tới tiểu bang Utah. Đây là những tiểu bang ở Hoa Kỳ mà họ chấp nhận người dân trả thuế bằng crypto các bạn, bằng Bitcoin. <laughs> Thì làm sao mà nói Bitcoin không có giá trị được. Và các bạn thấy được là ngoài những tiểu bang này ra chúng ta cũng có những cái dự luật nhưng mà vẫn chưa được thông qua ở những tiểu bang như là Arizona, California, Hawaii, Illinois, New York, Oklahoma và Wyoming những tiểu bang mà vẫn đang chờ được duyệt để người dân có thể trả thuế bằng Bitcoin hoặc crypto thì đương nhiên nó có giá trị các bạn nó có giá trị đến nỗi mà những tiểu bang chính phủ địa phương của Hoa Kỳ muốn chấp nhận nó thay vì chấp nhận đồng đô la chúng ta có thể thấy được là cái số lượng đơn vị mà đang ho đồ nhiều Bitcoin nhất trên thế giới đó chúng ta đương nhiên là có Satoshi Nakamoto đây là một người hay là một nhóm người chúng ta không biết các bạn và cái con số này đã có còn được di chuyển hay không thì cũng không biết nhưng mà khả năng là con sẽ mãi mãi không được di chuyển nhưng mà Satoshi Nakamoto vẫn là người có nhiều Bitcoin nhất kế đó là chúng ta sẽ nói về những sàn như là Binance nhưng mà trên căn bản cái số lượng Bitcoin này là không phải thuộc về sàn Binance các bạn thuộc về người sử dụng sàn Binance phần lớn là như vậy chúng ta cũng có BlackRock BlackRock cũng có quỹ Bitcoin Spot ETF họ có 370.000 ngàn BTC các bạn Và đương nhiên cái số đó cũng thuộc về phần lớn là những nhà đầu tư của họ Chúng ta thấy được Rayscale cũng tương tự 253.000 BTC Michael MicroStrategy là đơn vị mà lưu trữ cái số lượng Bitcoin kinh khủng các bạn Chỉ đứng sau Rayscale bây giờ mà thôi là 252.000 Bitcoin Chúng ta có chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ 203.000 Bitcoin Chính phủ Trung Quốc đó lưu trữ 194.000 Bitcoin Cái đó là Fidelity, Bitfinex, Kraken Block One là công ty trước đây đứng sau lưng đồng EOS các bạn họ cũng có số lượng lớn Bitcoin sang Robinhood 144.000 Bitcoin các bạn và tổng các ETF của Hoa Kỳ như là những cái nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua ETF họ lưu trữ 938.000 Bitcoin thì các bạn nhìn thấy được là Bitcoin có thể là không có giá trị gì đối với Nuka Sky nhưng mà cực kỳ đáng giá đối với tất cả những đơn vị này các bạn và cực kỳ đáng giá đối với chính phủ Hoa Kỳ <laughs> và đường chia sẻ một clip ngắn với các bạn clip này đó là một cuộc phỏng vấn ở trên đài Fox và trong cuộc phỏng vấn này họ đã nói tới một khái niệm đó chính là khi một người hoài nghi trở thành người tin tưởng thì họ sẽ trở thành những người tin tưởng kiên định và đó chính là CEO của BlackRock các bạn Lê Phiên BlackRock CEO, công ty quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu bây giờ là một trong những người mà thường xuyên nói về Bitcoin các bạn chúng ta bây giờ hãy nghe cái bài phỏng vấn này Dylan, first of all, it's been a while, great seeing you, my man. Great seeing you too, Charles. Happy to be here. Yeah, let's talk about this because Larry Fink, I mean, he, I mean, he is like, you know, they say when people become believers, when they're non-believers and they become believers, they become staunch believers. Like he's bought into this big time. Yeah, absolutely. I mean, the the reality here is that Bitcoin—it's a trillion and a half today. This is a This is a hundred trillion dollar idea. This is a hundred trillion dollar technology. Money, money itself, is the biggest total addressable market in the world. And bonds, stocks, real estate have all sort of been monetized in a world where the dollar, the euro, the yen can't, can't work as a store of value. Uh, so, Bitcoin, Wall Street is starting to understand that this is not just a speculative asset to punt around. This is something that should be in every core portfolio, in every retirement account, in every pension, in every young investor's portfolio, in every corporate balance sheet. Uh, so this is still early days for Bitcoin, and uh, you know it's great to see people like Larry Fink waking up. Yeah, let's talk about that corporate side of it. Uh, we're going to put up a, a, tar a, a chart of micro strategies uh, since the adoption of Bitcoin uh, in August of 2020. Just, it's been an absolute monster, a and uh, you know every time I see it go up, I think about uh, Michael Saylor and the slings and arrows that he took. You say though that now the whole corporate finance part of this story is the biggest part of the story, and that. Very few understand it. So help us understand this part that Michael Saylor picked up early on, but still so few don't know uh, uh, or understand. Well, I have to give you credit. And, you know, you've had Michael on a few times and have done a great job covering the story over the years. Uh, so big props there. Um, but, yeah, on, on MicroStrategy, right, this mi MicroStrategy and, and the Bitcoin strategy they adopted in August of 2020 has outperformed 500 out of 500, S&P 500 uh, stocks since since that time, right? It's outperformed everything on the planet, including Nvidia, right? So this is the biggest story in corporate finance: how a one billion dollar uh, NASDAQ business intelligence company just changed their unit of account and has become a thirty-six billion dollar market cap in four years, right? And so this idea that dilution is is the scariest thing in the world, Taylor uh, um, and MicroStrategy's playbook flipping it on its head, where shareholders cheer every time new stock is issued. New convertible debt is issued to buy additional Bitcoin. It, it started as a, a defensive protective strategy to hedge against the COVID stimulus and has since turned into an offensive strategy where Bitcoin and the volatility that so many people for so many years said was something to avoid at all costs. MicroStrategy and Sailor are leveraging that volatility right. to their advantage. Right. right? They have the lowest, they have the lowest cost of capital out of anybody on the planet. Borrowing billions of dollars for 82 basis points. Wow. Right. So this is really not understood. Um, it's still early days, remarkably so. And I think Sailor and MicroStrategy continue chugging on from here. Hey, I got less than a minute to go. Uh, Ethereum, you know, people still talk about that. Not much, though, about the other cryptocurrencies. Uh, it's, it, are there other areas in this space that should be explored, or is it really just a Bitcoin world? For me, it's, there's Bitcoin and everything else. Uh, I, you know, the other things are tech bets, venture bets. You know, you can kind of think of them. Yeah, I would say, you know, venture, you know, more, more or less. Money is an entirely different asset class. And I think, you know, just the performance or the inflows of, you know, the Bitcoin ETFs compared to the Ethereum ETFs uh, paints a clear picture. I think a lot of institutional allocators kind of see the same thing, right? Mm -hmm. um, there's, there's, you know, N plus one smart contract platform competitors the moat that was perceived to be there for the Ethereums, the Solanas, people are increasingly starting to realize that that moat doesn't really exist versus Bitcoin, right? We're comparing Bitcoin to gold. We're comparing Bitcoin to the bond market, to real estate. And I think more and more investors realize that in terms of digital assets, digital capital, it's a class of its own. It certainly is. Hey, you too, my man. It's been far too long. Thanks a lot, Dylan. Appreciate it, Charles. Thanks. Thì có một vài điều trong cái bài phỏng vấn này cũng khá là thú vị các bạn. Trước hết á, thì uh, họ nói về MicroStrategy. Các bạn thấy được là MicroStrategy là một công ty mà ít người biết đến, có thể nói là bị lãng quên 20 năm. Nhưng mà MicroStrategy không phải là sản xuất thêm cái gì mới hay là phát hành thêm một cái phần mềm gì mới các bạn. Nhưng mà cổ phiếu MicroStrategy vẫn tăng trưởng liên tục trong 4 năm qua và vừa qua tất cả những cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 ngay cả Nvidia Nvidia là một cái cổ phiếu mà tăng rất là mạnh các bạn tại vì Nvidia bây giờ đã hầu như là đang có độc quyền bởi việc sản xuất những con chip để mà trend những cái trí tuệ nhân tạo nhưng mà cổ phiếu của MicroStrategy cũng tăng mạnh hơn Nvidia chỉ 14 năm qua chỉ vì MicroStrategy có Bitcoin các bạn. Bitcoin có thay đổi tất cả và lý do tại sao cổ phiếu của MicroStrategy yeah. tăng mạnh tại vì sự hứng thú của Bitcoin. Chưa các bạn có tin hay không đó, thì vẫn đang rất là lớn hiện bây giờ. Và điều thứ nhì tôi cảm thấy thú vị đây thì khi mà nói đến uh, những cái quỹ ETF khác thì ngoài chỉ Bitcoin ra tại sao ta lại không thấy cái dòng tiền đi vào Ethereum thì điều được nói đến cũng là điều mà tôi đã từng chia sẻ với các bạn khi ta nghĩ đến Bitcoin đó thì cái câu chuyện Tại sao nên đầu tư Bitcoin cho phú Warren nó cực kỳ đơn giản. Bitcoin là tài sản được số là vàng điện tử, nó cực kỳ đơn giản luôn. Có thể nói nếu như mà các bạn đầu tư vào một loại crypto rõ và các bạn không được đụng đến trong vòng 10 năm tới đây, thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ lựa chọn Bitcoin tại vì có thể nói là bất cứ một đồng nào mới mà tranh trên bitcoin thì nhiều người cho là bitcoin có cộng đồng lớn hơn hệ sinh thái tốt hơn và sẽ là một đồng mà có khả năng chiến thắng dài hạn nó không giống như là ethereum ethereum đó đúng là một cái nền tảng hợp đồng thông minh rất là lớn các bạn và là nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên trong thế giới crypto nhưng mà nếu như các bạn nói tới Ethereum 5 năm sau 10 năm sau thì chưa hẳn là sẽ không có một đối thủ mới và thật ra ngày nào cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh với lại Ethereum xuất hiện các bạn cạnh tranh với Solana xuất hiện cho nên về cái phương diện cái câu chuyện đầu tư cho Ethereum hay là những cái hệ thống smart contract khác thì nó khó hơn rất là nhiều làm sao chúng ta chắc chắn được là trong 5 năm 10 năm tới Ethereum vẫn đứng vững hay là Solar vẫn đứng vững nhưng mà ngược lại đối với Bitcoin người ta có lòng tin nhiều hơn cho nên hiện bây giờ cho dù đã có Ether Spot ETF cái dòng tiền nó vẫn rất là ít các bạn phần lớn những ngày chúng ta có dòng tiền dương vào Ethereum đó thì phần lớn cái số đó họ đầu tư vào Ether với cái ý nghĩ là Ethereum sẽ giúp đa dạng hóa danh mục crypto của họ đó chính là vai trò của Ethereum trong những cái quỹ ETF nhưng mà còn một điều nữa không được nói đến ở đây đó thì khác với lại khi các bạn tự mua Ether và tự lưu trữ các bạn có thể dùng Ether để để stake các bạn có thể dùng Ether đó để mà tham gia vào DeFi khi các bạn mua cổ phần ETF Ethereum đó, thì các bạn không làm được gì hết ngoài trừ để để đó mà thôi cho nên cái lý do để mà thu mua Ether ETF bây giờ nó không có mạnh các bạn và chúng ta cũng vừa nói đến là có những cái đề xuất như là XRP ETF, Litecoin ETF, ETF. Những cái đó đều tốt cho thị trường này dài hạn. Nhưng mà cho đến khi nào mà Ethereum thành công thu hút được dòng tiền đến từ forward thì chúng ta mới thấy những cái đồng khác sẽ có khả năng thu hút dòng tiền. Nếu như mà Ethereum đồng lớn thứ nhì mà nhiều người biết đến không thành công để mà thu dòng tiền đó, thì những cái quỹ ETF khác cũng rất là khó luôn. Quan điểm của Thuận là như vậy các bạn. Và chúng ta cũng thấy là có những công ty họ vẫn tiếp tục thu mua Trong đó chúng ta có Made Planet Họ lại thu mua thêm 106.97 Bitcoin Và họ đã liên tục thu mua gần đây các bạn Và hiện tại đó Made Planet đang hoa đồ tổng cộng là 855.4 BTC và chúng ta cũng thấy được là cổ phiếu của Meta Planet cũng đã tăng gần 16% sau khi Meta Planet thu mua thêm cái số Bitcoin vừa đề cập đến. Có thể nói là cái nhu cầu để mà tiếp cận Bitcoin thông qua Meta Planet, thông qua MicroStrategy đó thì đang tăng lên các bạn. Meta Planet thì họ chỉ mới bắt đầu tích lũy trong năm nay mà thôi cho nên cái sự tăng trưởng của họ vẫn chưa có rõ ràng như là khi các bạn nhìn vào cổ phiếu của MicroStrategy nhưng mà rất rõ ràng là có một cái sự tương quan giữa một công ty họ lưu trữ nhiều Bitcoin, họ tích lũy Bitcoin khiến cho cổ phiếu đó nó ngày càng sôi so động hơn các bạn cũng giống như là MicroStrategy, cổ phiếu của Meta Planet là một cổ phiếu mà hầu như ít ai nói đến trước đây các bạn. Nhưng mà sau khi họ bắt đầu tích được Bitcoin đó, thì cổ phiếu đã được giao dịch nhiều hơn và dao động cao hơn. Có thể nói là nó mang lại cái sự sống cho cổ phiếu Meta Planet. Bitcoin có thể tạo ra hiệu ứng đó. Và chúng ta cũng có một công ty khác nữa các bạn đó chính là Blockstream thì Blockstream là công ty rất lâu đời rồi họ là công ty mà phát triển những cái phần mềm liên quan đến Bitcoin và Blockstream cũng đã huy động thêm 210 triệu đô la để làm gì các bạn? Để thu mua thêm Bitcoin. Họ không muốn bị bỏ lại phía sau các bạn khi chúng ta thấy được là càng ngày càng nhiều công ty có cái chiến lược tích lũy Bitcoin tại vì nó mang đến rất nhiều lợi ích cho cổ đông thì rất nhiều công ty bây giờ họ theo quát trưng của MicroStrategy thì Blockstream cũng tương tự như vậy, họ sẽ huy động số lượng lớn này và họ sẽ dùng đó để mua Bitcoin cũng như mở rộng quy mô đào và phát triển các dự án tầng hai của Bitcoin, đó là dự án Liquid Network và Core Lightning. Chúng ta cũng có cái công ty Morgan Stanley các bạn đây cũng là một trong những cái công ty tư vấn đầu tư tài chính nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Thì người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Morgan Stanley đang gợi ý rằng các giám đốc đầu tư tại những công ty lớn đó, nên cân nhắc việc thêm cổ phiếu liên quan đến đào bitcoin vào danh mục đầu tư của họ điều này là do các cơ hội mới đang xuất hiện đặc biệt là trong cơ sở hạ tầng năng lượng chi tiết hơn đó họ nói là nhiều trung tâm dữ liệu nơi xử lý khối lượng lớn dữ liệu đang được các nhà hoạch định chính sách yêu cầu tự tạo ra năng lượng để mà đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng từ các công nghệ như là trí tuệ nhân tạo và đào bitcoin đào bitcoin đặc biệt đòi hỏi rất nhiều năng lượng vì lý do này đó cổ phiếu các công ty đào con có thể trở nên có giá trị hơn khi mà các chính sách năng lượng khuyến khích việc phát triển các nguồn năng lượng mới như là khí đốt tự nhiên và năng lượng hạt nhân. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là trong tương lai đó thì khả năng là sẽ có nhiều cái chính sách để mà khuyến khích những công ty đào bitcoin đó họ tự phát triển cái nguồn năng lượng riêng cho họ và có thể là có những chính sách như là cho vay với cái mức rẻ hay là cho những công ty này tiền để họ có thể phát triển năng lượng riêng của họ và vì lý do đó họ có thể là phát triển năng lượng theo nhu cầu của họ và có chi phí rẻ hơn cho nên những cái công ty đào bitcoin có thể là những công ty mà có khả năng có được những cao hơn sau này Chúng ta cũng thông tin liên quan tới Ripple các bạn. Ripple đã chính thức ra mắt stablecoin RLUSD. Stablecoin RLUSD sẽ có trên mạng XRP, Ledger và Ethereum cũng như trên một số sàn như là Upbit, Bitstamp, Bitzo, Moonpay, Independence Reserve và Coinmina cộng với lại sàn Bullish. Cái thông tin này rất là mới cho nên chúng ta vẫn chưa có biết được là cái khối này sẽ là bao nhiêu vốn hóa sau bao nhiêu các bạn. thì bây giờ đó thì đồng Ripple stablecoin này RLUSD thì vẫn chưa có thông tin chi tiết ở trên những trang web như CoinGecko Hiện bây giờ đó vẫn trong cái trạng thái là preview only chúng ta cũng có thông tin liên quan tới một công ty stablecoin khác đó chính là Tether thì Tether đang xem xét cho các công ty giao dịch hàng hóa vay tiền từ lợi nhuận của mình đây là cái bước tiến vào lĩnh vực tài chính truyền thống các công ty này đó thường cần tiền để mua bán những cái mặt hàng như dầu và kim loại quý Tether đã đạt lợi nhuận là 5,2 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2024 và đầu tư vào nhiều lĩnh vực như là năng lượng và đào Bitcoin. CEO của Tether là Paolo Adorno cho biết là họ vẫn đang khảo luận các chiến lược đầu tư vào lĩnh vực hàng hóa. Thì có thể nói như này các bạn, Tether đã có lợi nhuận rất là lớn, nhất là trong vòng mấy năm qua các bạn khi là suất cao đó tại vì cái số lượng tiền mà họ có khi mà người ta muốn có đồng USDT thì những công ty đó, những tổ chức đó sẽ đưa tiền cho công ty Tether và công ty Tether sẽ phát hành đồng USDT đó cho họ sử dụng trên sàn giao dịch hay là để sử dụng bất cứ trong trường hợp nào thì cái số lượng tiền mà công ty Tether lưu trữ đó họ sẽ dùng để mà mua công trái phiếu và những cái mã đầu tư khác mà có lợi nhuận cho nên trong vòng mấy năm qua đó khi mà lãi suất tăng cao dẫn đến là cái lợi nhuận của Tether rất là nhiều các bạn có thể nói là năm ngoái đó là nhuận của họ còn nhiều hơn cả công ty BlackRock thì bây giờ đó họ có rất là nhiều tiền cho nên họ tìm cách để mà đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình và đây cũng là một điều tốt cho thị trường crypto nói chung các bạn hy vọng đây là dấu hiệu cho thấy được là Tether đã bền vững trong cái việc có đủ tài sản để mà hỗ trợ cái số lượng USDT trên thị trường tại vì đó là cái sự lo lắng từ bấy lâu nay là Tether không có cái số lượng tiền hay là tài sản dự trữ tương ứng với cái số lượng USDT trên thị trường hy vọng đây là cái dấu hiệu cho thấy là họ đã vững chắc trong tài chính rồi Chúng ta cũng có thông tin đến từ Ngân hàng Trung ương Brazil các bạn, họ đang triển khai giai đoạn 2 của dự án thử nghiệm CBDC trên mạng lưới Rex. Mục tiêu của họ là tập trung vào bảo mật thông tin và áp dụng vào các lĩnh vực như là tín dụng, thương mại quốc tế và chứng khoán công. Hiện có 13 dự án tham gia nhưng mà lo ngại về bảo mật Rex sẽ không ra mắt chính thức cho đến năm 2025. Dự án này đã được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác trong việc phát triển tiền kỹ thuật số quốc gia. Hầu như là năm nào, tháng nào chúng ta cũng nghe nói những cái dự án đi qua CBDC Nhưng mà đến bây giờ các bạn thấy được là vẫn chưa có một cái sự thành công nhất định nào Vấn đề của tiền của số quốc gia đó không phải là về vấn đề kỹ thuật Các bạn họ có thể phát hành một cái token, một dự án cũng làm được Thì tại sao họ không làm được, đi nhưng họ làm được rồi các bạn Nhưng mà có những cái vấn đề lớn liên quan tới cái sự ảnh hưởng của tiền của số quốc gia Đối với lại cái hệ thống ngân hàng Hiện tại khi mà người dân sử dụng ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại sử dụng ngân hàng trung ương thì khi mà có CBDC rồi được lưu cho trực tiếp bởi ngân hàng trung ương thì nó sẽ khiến cho cái mối quan hệ đó nó trở nên phức tạp hơn các bạn cũng giống như những vấn đề khác liên quan tới di chuyển xuyên quốc gia làm sao có thể khiến cho đây là mạng lưới mà được sử dụng rộng rãi trong khi nhưng mạng lưới này là những mạng lưới tư nhân các bạn Rex cũng là một mạng lưới tư nhân được quản lý bởi ngân hàng trung ương của Brazil thì khi các bạn sử dụng mạng lưới này để mà thanh toán xuyên quốc gia thì người quốc gia bên kia có thể không sử dụng mạng lưới này thì làm sao có thể sử dụng nên thanh toán toàn cầu được chúng ta vẫn phải có một mạng lưới trung gian và khả năng cao vẫn phải có mạng lưới công cộng đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã từng nói đến về CBDC các bạn chúng ta cũng có cái thông tin là hồi sáng này đó thì Coinbase sẽ đệ đơn lên tòa án DC yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết một phần trong vụ kiện chống lại SEC nhằm có được quyền truy cập và các tài liệu nội bộ liên quan đến việc thực thi quy định về crypto Luật sư của Coinbase cho biết là SEC đã cố tình trì hoãn các nỗ lực của Coinbase trong việc lấy các tài liệu này thông qua các yêu cầu theo đạo luật tự do thông tin hay còn gọi là FOIA, mặc dù Coinbase đã kiện cơ quan này để có quyền truy cập. Theo đơn kiện đó, thì SEC đang yêu cầu khoảng thời gian là 3 năm các bạn để xem xét liệu các tài liệu này có thể được công bố cho Coinbase được không Thì cái mà Coinbase đòi hỏi là những cái thư từ qua lại, những cái email qua lại trong nội bộ của SEC Dẫn đến cái ngày mà họ quyết định là kiện Coinbase Tại sao họ nghĩ đồng này chứng khoán, đồng kia là không phải Đây là những cái thông tin mà Coinbase cần các bạn Và đương nhiên Coinbase cần những thông tin này để có thể chống lại SEC tại tòa án và SEC biết điều đó cho nên bây giờ họ đang câu giờ Và họ nói là họ cần khoảng thời gian là 3 năm 3 năm quá lâu các bạn 3 năm từ khoảng thời gian này có nghĩa là ta phải chờ đến năm 2027 những vụ kiện này đã có thể kéo rất là dài luôn. Và ngay cả khi mà vụ kiện này chấm dứt rồi, chúng ta thấy được là một bên vẫn có thể kháng cáo và đó chính là sự kiện đã xảy ra với lại cái vụ giữa Ripple và SEC. SEC đã quyết định là kháng cáo các bạn. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là họ kháng cáo phần nào tại vì cái vụ kiện giữa Ripple và SEC nó rất là phức tạp, có nhiều phần trong đó có cái phần liên quan tới là bán những cái token XRP trực tiếp từ công ty Ripple cho những cái tổ chức đầu tư, có cái phần liên quan tới là giao dịch những cái đồng XRP ở trên những cái sàn giao dịch và có cái phần liên quan đến cái việc đóng phạt sẽ là bao nhiêu. Tại vì cái phần liên quan đến việc là công ty Ripple bán token XRP trực tiếp những cái công ty đầu tư đó thì đó là một cái hợp đồng đầu tư các bạn, tại vì họ có văn bản rồi họ ký hợp đồng rồi sau đó giao cái số lượng XRP đó cho công ty kia thì cái đó, đó thẩm phán nói là một hợp đồng đầu tư cho nên cái đó là vi phạm luật tại vì chưa đăng ký. Nhưng mà còn về những cái token XRP trên sàn giao dịch thì đó là giao dịch thứ cấp, không phải là hợp đồng đầu tư. Tại vì khi các bạn mua bán token XRP các bạn đâu biết là các bạn mua bán từ ai đâu và cũng không có lý do gì các bạn nghĩ là khi các bạn mua đồng XRP thì cái số tiền đó sẽ được dùng để mà phát triển mạng lưới XRP. Tại vì số tiền đó chỉ đơn giản các bạn giao cho người khác, giống như là các bạn mua XRP, thuận mang XRP thì tiền đó thường bỏ túi mà thôi, chỉ độc phạt tiền đó thường sử dụng để mà phát triển mạng lưới Ripple. Nó không có giống như là khi mà công Ripple bán trực tiếp, đó là hai cái khác nhau. Thì bây giờ chúng ta chưa biết là SEC muốn kiện cái phần nào. Khả năng cao đó là họ muốn kiện cái phần mà thẩm phán Torres nói XRP không phải là chứng khoán. Nhưng mà ngược lại đó, thì ở bên Ripple họ sẽ có cơ hội để mà kiện chéo và họ nói là nếu như đã như vậy rồi thì họ sẽ kiện luôn việc là họ vẫn không nghĩ là khi mà công ty Ripple bán XRP trên tổ chức đó là chứng khoán đó là hợp đồng đầu tư cho nên là họ sẽ kháng các cái phần đó chúng ta sẽ biết được chi tiết vào ngày mai khi mà cái văn bản kháng cáo chính thức được nộp lên trên tòa án các bạn đó là cái thông tin liên quan tới cái vụ này và vụ này sẽ kéo dài tới đâu thì nếu như mà kháng cáo đó thì sẽ kéo dài qua tới đầu năm 2026 các bạn rất là lâu luôn và chúng ta cũng đã từng nói đến là công ty TD Bank ngân hàng này đã bị phạt 3 tỷ đô la về việc là giúp những cái tập đoàn bán thuốc cấm rửa tiền cho bạn và họ bị phạt con số là 3 tỷ đô la, nghe rất là nhiều nhưng mà các bạn có biết là ngân hàng TD Bank này đã kiếm được khoảng 10 tỷ trong những giao dịch này thì có nghĩa là họ vẫn có lợi 7 tỷ đô la các bạn và chúng ta cũng đã từng nói đến là ngân hàng TD Bank không phải là ngân hàng duy nhất mà vi phạm những cái luật rửa tiền đâu các bạn lên trên những cái trang web các bạn Google cũng được những cái ngân hàng lớn nó thì hầu như ngân hàng nào cũng đã từng bị phạt và bị phạt nhiều lần về luật rửa tiền rồi các bạn và khi chúng ta nói tới crypto đó thì nhiều người nói crypto dùng để cho tội phạm dùng để rửa tiền vân vân cái đó là một phần rất là nhỏ của crypto thì có nhiều người nói là ok thuận nói là những ngân hàng lớn họ cũng vi phạm được rửa tiền cái đó nó cũng không có phải là cái thông tin có thể dùng để mà biện luận cho việc là có rửa tiền trong crypto thì điều nói rõ hơn chúng ta cần có những cái quy định chống rửa tiền và những công ty đó họ cần phải tuân thủ để mà chống lại những người xấu sử dụng hệ thống tài chính hay là crypto để làm chuyện xấu đó là đương nhiên rồi các bạn điều mình thường nói đây đó là khi chúng ta thấy một cái công ty nào ở trong thị crypto mà bị phạt về rửa tiền đó, thì cái thông tin đó nó trở thành thông tin rất là lớn các bạn trên tất cả trang bìa luôn trong khi đó chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi phần lớn đó cái số lượng tiền được rửa là thông qua ngân hàng truyền thống thông qua những ngân hàng như là ngân hàng Chase, những ngân hàng TD Bank như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình và điều khác nữa là khi chúng ta nói tới là rửa tiền trong crypto đó thì nó thường đi kèm với việc là ai đó phải trách nhiệm vào vô tù trong khi mà chúng ta thấy được là hết ngân hàng này tới ngân hàng kia họ bị phạt về việc vi phạm được rửa tiền rồi sau đó là coi như một thứ chấm dứt các bạn giống như trong trường hợp này đâu có ai ở ngân hàng td bank chịu trách nhiệm về những cái việc làm sai trái đâu các bạn họ chỉ đóng phạt mà thôi nhưng mà ngược lại giống như chúng ta lấy ví dụ của binance đi, thì binance ngoài việc là phải đóng phạt cg phải đi tù 4 tháng các bạn đó là cái sự khác biệt rất là lớn giữa một ngân hàng và một công ty crypto về việc là những cái nhà báo đó thì họ thường phóng đại lên những cái thông tin liên quan đến crypto thứ nhất tại vì cái câu chuyện đó nó hấp dẫn hơn câu chuyện crypto dùng để rửa tiền nó hấp dẫn hơn đối với một số người thay vì là ngân hàng như là TD Bank rửa tiền. Đó là quan điểm của nhân Quân thuận các bạn nghĩ sao hãy comment bên dưới. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái tình hình của Bitcoin Spot ETF ngày hôm qua nó rất là tốt luôn các bạn. Chúng ta có một ngày có thể nói là rất rất lâu rồi chúng ta mới có một ngày mà cây số lượng dòng tiền dương là hơn nửa tỷ các bạn 555 triệu ngày trước đó là 253 triệu ngày hôm nay đó cũng là ngày rất là tốt các bạn thấy được là hiện bây giờ vẫn chưa có thống kê từ BlackRock nhưng mà chúng ta đã có dòng tiền dương là 82.2 triệu rồi và một điều nữa các bạn có thể dễ dàng được là chúng ta đương nhiên có những cái ngày có dòng tiền âm nhưng mà khi các bạn thống kê ngay cả những cái tháng mà có rất nhiều dòng tiền âm thì phần lớn những tháng đó chúng ta vẫn có dòng tiền dương nhiều hơn dòng tiền âm và trên căn bản đó, tháng này và tháng nọ chúng ta vẫn càng ngày có càng nhiều tiền trong những quỹ bitcoin spot etf này hơn sự hứng thú đó không hề dừng lại các bạn có những lúc nó chậm lại nhưng mà về dài hạn từ khi bắt đầu tới bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục có thêm tiền vào những quỹ bitcoin spot etf nhất là quỹ của blackrock và điều đó, đó thì đáng tiếc không có đúng đó về Ethereum các bạn Ethereum nó vẫn khá là im lặng Có thể nói là chúng ta có ngày âm ngày dương cho tờ Nhưng mà cũng không có gì đáng nói các bạn Giống như là âm 3 triệu 2 rồi dương 7 triệu rồi âm 8 triệu rồi dương 10 triệu rồi lại âm Nói chung đó thì các bạn thấy được là những con số này nó không đáng kể. Cái mà các bạn có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn đó chính là cái sự hứng thú đó về Ethereum vẫn đang rất là ít hiện bây giờ các bạn có thể là chúng ta phải chờ Bitcoin đạt được một cái mức nào đó giống như 100.000 đô khi mà thị trường xong trở lại thì lúc đó chúng ta mới thực sự có dòng tiền dương mạnh đi vào Ethereum ngày hôm nay đó thì chúng ta đang âm 12.7 triệu nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thông kê từ BlackRock khi có nó thì tất cả có thể thay đổi các bạn nhưng mà lý do tại sao âm chỉ vì chúng ta có lực bán đến từ rescale chứ không phải là vì mọi người hoảng loạn bán và phần trăm bị cho có lời ngày hôm nay thì là bao nhiêu các bạn và với cái mức là 67.000 đô phần trăm bị cho có lời đã mức là 92.13 rồi các bạn chúng ta đang ở cái mức coi như là cao rồi tại vì 95 phần trăm chúng ta sẽ đi vào cái dùng màu đỏ bên trên này và càng có nhiều người có lời khả năng chốt lời hàng loạt càng cao các bạn thì tại sao bây giờ phần trăm này lại cao như vậy đơn giản thôi tại vì ở mức là 67.000 đô đó chúng ta coi như là gần đỉnh rồi chúng ta đã thấy được là hồi tháng 3 chúng ta đã đạt cái đỉnh là 73.800 đô nhưng mà trên căn bản á, cái lúc đó là thời gian rất là ngắn nó lên rồi nó ngay lập tức giảm xuống các bạn cho nên cái mức này ở mức 60.000 đô trên trang bạn đã là cái mức cao trong lịch sử rồi các bạn không cách cái đỉnh bao nhiêu hết. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn như nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như đã dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.